tiếng bô nghe rất là phấn khích luôn mọi người ơi. Một em xe hơn 15 năm sau khi được nhà Tom bảo dưỡng sửa chữa lại máy móc thì em nói mọi người có thể nghe thấy tiếng rất là đã tai. Tom Auto Center ghe Tom làm xe bằng cả trái tim. Xin chào mọi người, lại là em Vân đây. Và clip trước em Vân đã có giới thiệu với mọi người về một em Mercedes S63 đời 2007, hơn 15 năm tuổi rồi. Và hôm nay em đó đã được phục hồi spa làm đẹp từ trong ra ngoài và mời mọi người cùng xem thành quả của em đó nha. Đó, mọi người có thể thấy là em đó được sơn lại toàn bộ xe, phủ ceramic đánh bóng rất là đẹp như một chiếc xe mới luôn. Đây là một chiếc xe nổi tiếng của nhà Mercedes, kết hợp sự sang trọng với hiệu suất cao và đặc biệt động cơ AMG, một kỹ sư một máy và tên của kỹ sư được khắc trên máy luôn nè mọi người. Đó, thì khoang động cơ đã được phục hồi lại những cái chi tiết hư hỏng, hao tổn theo thời gian. Hệ thống đèn trước và sau được đánh bóng và phục hồi lại như mới luôn. Còn phần mâm thì được sơn lại, sửa chữa và phục hồi lại nguyên bản cho anh khách. Đó, mọi người có thể thấy phần mâm. Và đặc biệt nha, ở bên đây có ký hiệu 6.3 AMG, động cơ rất là mạnh. Phần thân xe cũng được đánh bóng phủ ceramic rất đẹp, sáng bóng nè mọi người. Sáng bóng đến nỗi mà em Vân có thể soi gương được ở trong đây luôn. Đó, là một mẫu xe sang với hơn 15 năm tuổi nhưng em nó được trang bị những cái option mà rất là hiện đại cho tới ngày nay. Nè, cửa hết nè mọi người. Kiếng tối màu hai lớp, rèn đóng mở điện. Đây, và mời mọi người. Toàn bộ nội thất đã được Tom bọc da lại hoàn toàn. Đó, từ táp bi cửa cho tới vô lăng, ghế, bệ tỳ tay, táp lô. Đó, mọi người có thể thấy là ghế được thiết bọc da thiết kế hoa văn hình trái chám, một cái thiết kế rất là mới, hiện đại, xu hướng 2022 nha. Và đây là khoang hàng ghế phía sau của em Mercedes S63. Mọi người có thể thấy là một em xe sang hơn 15 năm tuổi rồi nhưng có rất là nhiều option hiện đại như là rèm đóng mở điện nè. Đó, em Vân có thể bấm nút ở đây để mở nó ra. Và thậm chí là bấm nút đây là mở được em ở bên kia luôn. Ghế sưởi làm mát, chỉnh điện đa hướng, có màn hình trung tâm và điều hòa 4 vùng độc lập. Và hàng ghế phía sau thì cũng được bọc da với cái thiết kế hoa văn trái chém rất là đẹp, giống như hàng ghế trước. Đó, mọi người có thể thấy là em nó có một cái độ ngả lưng rất là thoải mái, một cái tính năng gọi là sang trọng chỉ có trên Mercedes S63. Ở bên trên thì được bọc da lộn mọi người, có gương trang điểm luôn nha. Đó. Về phần đuôi xe thì cũng được xử lý đánh bóng, phục hồi spa làm đẹp rất là tỉ mỉ. Và mọi người có thể thấy là cái phần đèn của em nó như mới luôn mọi người. Đó. Nói chung là nhà Tom vẫn giữ được cái nét nguyên bản, vết nét đẹp zin của em nó và làm sạch sẽ lại toàn bộ. Tiếng bô nghe rất là phấn khích luôn mọi người ơi. Một em xe hơn 15 năm sau khi được nhà Tom bảo dưỡng sửa chữa lại máy móc thì em nói mọi người có thể nghe thấy tiếng rất là đã tai. Sau khi được các bạn nhân viên nhà Tom gợi ý thì anh khách đã quyết định là độn lại màn hình cho đẹp và hiện đại hơn. Đó, thì đây màn hình đã được độ lại là màn hình Android nè. Và bây giờ em Vân mời mọi người cùng xem lại quá trình làm đẹp, sửa chữa và phục hồi là em S63 này nha. We'll be right back.
Vâng, và vừa rồi là quá trình sửa chữa, phục hồi và làm đẹp lại MS63 của nhà Tom. Và nếu quý anh chị nào muốn phục hồi thanh xuân cho em xế yêu của mình thì hãy liên hệ với hotline 0919 303 101, hoặc là ghé gara của tụi em 537-3 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp để được nhận tư vấn miễn phí và đưa ra những giải pháp tối ưu cho chiếc xe quý của mình nha. Và đừng quên cho em Vân một like và subscribe để cùng đón chờ những mẫu xe sang, đẹp, độc lạ tiếp theo nha. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.